công tác tổ chức lễ trao giải sẽ bắt đầu ngay sau khi kết thúc hai trận chung kết của hai trường phổ cấp trung học cơ sở của tiểu học bắt đầu. Ban tổ chức tiến hành quay được rất nhiều, trao giải cho các tập thể cá nhân có thành tích tại giải bóng đá trung phổ thông huyện Định Hóa năm học 2022-2023. Đến dự với chương trình tổng kết ngày hôm nay, thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của các quý vị đại biểu và vị khách quý. Đại biểu lãnh đạo huyện Định Hóa, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Minh Tú, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Khắc Kiêm, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lý Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Giới thiệu đồng chí Trần Văn Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Hoàng Văn Đại, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Định Hóa, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lương Văn Ngân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo đại diện cho các cơ quan ban ngành toàn thể của huyện đã có mặt, đề nghị chúng ta một lần nữa nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu. Về phía đại biểu phòng giáo dục đào tạo huyện Định Hóa, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng giáo dục đào tạo, Trưởng ban Tổ chức giải, đề nghị chúng ta nhiệt chào mừng. Giải bóng đá học sinh phổ thông huyện Định Hóa năm học 2022-2023 còn nhận được sự quan tâm đồng hành của các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài huyện. Xin trân trọng giới thiệu huyện đoàn Định Hóa, 1 huyện đoàn Định Hóa, 2 hội doanh nghiệp huyện Định Hóa, 3 công ty trách nhiệm hữu hạn EAC Thành An, 4 công ty trách nhiệm hữu hạn Duy Tùng, 5 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tân Khánh, 6 công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Minh Tiệp, 7 công ty trách nhiệm hữu hạn lữ hành du lịch S9 Thái Nguyên, 8 công ty lữ hành du lịch Thủy Đệ, 9 công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Style Travel, 10 trung tâm tin học Thành Phát. Một lần nữa đề nghị chúng ta nhiệt chào mừng. Chương trình tổng kết hôm nay còn có đông đủ các đồng chí trong ban tổ chức, tổ trọng tài, các đồng chí cán bộ quản lý các đơn vị trường học, các cầu thủ tham dự giải đã có mặt đông đủ. Một lần nữa đề nghị chúng ta nhiệt hoan nghênh. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các thầy cô giáo và các em học sinh thân mến, giải bóng đá học sinh phổ thông lần này đã nhận được sự quan tâm của các đơn vị nhà trường, của các bậc phụ huynh. Sau một thời gian luyện tập chăm chỉ, miệt mài, các em học sinh khối tiểu học và trung học cơ sở cùng sự dẫn dắt của huấn luyện viên của các nhà trường, 35 đội bóng được thành lập và đăng ký tham dự giải. 48 trận so tài đã để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng khán giả. Ban tổ chức, tổ trọng tài đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, khách quan, chính xác, công tâm trong quá trình tổ chức giải. Càng vào vòng trong, các trận so tài càng quyết liệt hơn, đã có rất nhiều bàn thắng được ghi và nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau trên sân cỏ, có rất nhiều niềm vui, có nỗi buồn và có cả những giọt nước mắt. Tất cả sẽ trở thành những kỷ niệm đẹp và tiền đề cho phong trào thể dục thể thao trong những năm học tiếp theo, ngày càng nhân rộng và phát triển. Tổng kết giải bóng đá học sinh phổ thông huyện Định Hóa năm nay, ban tổ chức và các đơn vị đồng hành sẽ trao các giải thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích, giải tập thể đối với từng cấp học bao gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 1 giải phong cách. Giải cá nhân bao gồm cầu thủ xuất sắc nhất, thủ môn xuất sắc nhất, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất. Và sau đây, ban tổ chức sẽ trao giải cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong giải bóng đá học sinh phổ thông huyện Định Hóa năm học 2022-2023. Trước tiên, ban tổ chức sẽ trao giải cho các cầu thủ xuất sắc nhất.
Xin mời các cầu thủ có tên sau chúng ta lên trên sân khấu. Đến phần chào trường cho các cầu thủ xuất sắc nhất. Em giải. Nguyễn Ngọc Thiện, trường tiểu học Nam Vĩ. Xin mời em Ma Khánh Long, trường trung học cơ sở Chợ Chu. Đồng chí Nguyễn Tấn Tú, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện lên trao giải cho các cầu thủ xuất sắc nhất. Đồng hành với giải, Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Minh Tiệp, Công ty trách nhiệm hữu hạn lữ hành du lịch F9 Thanh Nguyên cũng có các phần quà tặng cho các cầu thủ xuất sắc. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Đình Khánh, Giám đốc Công ty F9 lên trao phần quà cho các cầu thủ. Cảm ơn đồng chí Nguyễn Minh Tú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hướng Hóa và xin cảm ơn nhà tài trợ. Tiếp theo sau đây, ban tổ chức sẽ trao giải cho các thủ môn xuất sắc nhất. Xin mời các thủ môn sau đây chúng ta lên. Xin mời em Lưu Văn Trung, trường tiểu học Thanh Long. Xin mời em Hoàng Trung Hiếu, trường trung học cơ sở Kim Quan. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Quốc Tuyên, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyện lên trao giải cho các thủ môn xuất sắc nhất. Đồng hành với giải, công ty lữ hành du lịch Thủ Nghệ có các phần quà trao cho các thủ môn xuất sắc. Xin trân trọng kính mời ông Mai Ngọc Quân, giám đốc công ty lên trao giải cho các cầu thủ môn xuất sắc nhất. Đó là em Lưu Văn Trung, trường tiểu học Linh Thông. Mời em được thành Kim Phượng. Viên ban thường vụ huyện, phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyện và đề nghị các học sinh chúng ta đứng lại trên sân khấu ạ. Xin mời các em học sinh chúng ta đứng nguyên tại vị trí. Mời thủ môn của Linh Thông, mời thủ môn của Linh Thông, mời hai cầu thủ phía từ lúc trước ạ. Chúng ta được trao giải, chúng ta cùng đứng lên sân khấu. Đứng lên đi, Hiếu, đứng lên, chúng mày lên đi. Và sau đây, ban tổ chức sẽ tiếp tục trao giải cho các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất. Xin mời các cầu thủ có tên sau đây. Em Hoàng Thế Hiển, trường tiểu học Linh Thông. Xin mời em Vũ Minh Hiếu, trường trung học cơ sở Chợ Chu với thành tích ghi được cũng là 8 bàn thắng. Xin trân trọng kính mời đồng chí Lý Văn Thắng, ủy viên ban thường vụ huyện, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân huyện lên trao giải cho các cầu thủ ghi được bàn thắng nhất. Đồng hành với giải, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Star Travel cũng có các phần quà trao cho các cầu thủ. Do có công việc đột xuất, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại đã gửi các phần quà đến ban tổ chức. Xin trân trọng kính mời đồng chí Ngô Nguyên Lạc, phó giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện, phó trưởng ban tổ chức giải sẽ lên trao quà cho các em. Xin trân trọng kính mời.
Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và xin chúc mừng thành tích của các cầu thủ. Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện lên chụp ảnh lưu niệm với các cầu thủ. Xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu. Người lên mặt nào các vị đại biểu lên chụp ảnh lưu niệm với các em học sinh. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và xin chúc mừng thành tích của các vận động viên. Số 5. Trung ơi, quay cái biển này nào. Trung ơi. Trung. Đây. Xin mời các cầu thủ chúng ta lên sân khấu. Wow. Tối trung học cơ sở xin mời trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Thanh Hóa. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thị Bích Hòa, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo, Phó trưởng ban tổ chức giải lên trao giải cho các đội đạt giải phong cách. Đồng hành Nguyễn Khải, Nguyễn Văn Định Hóa, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Minh Tiệp có 2 phần quà lên trao cho các đội. Xin trân trọng kính mời đồng chí Lương Văn Ôn, Phó Bí thư huyện đoàn, ông Lương Minh Đại, Phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Minh Tiệp lên trao các phần quà cho các đội đạt giải. Bây giờ là đến phần trao thưởng cho những đội đạt giải phong cách. Giải phong cách phối trò thuộc về trường trò Lam Vĩ. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Thị Bích Hòa, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo, Phó trưởng ban tổ chức giải và xin trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ đồng hành cùng giải và xin chúc mừng thành tích của hai đội. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chói nắng khổ thật đấy, đá nước cột xưa anh ơi, em bảo ý. Sau đây ban tổ chức sẽ trao giải ba cho các tập thể. Xin mời các thành viên và lãnh đạo các đơn vị đạt giải ba chúng ta lên trên sân khấu. Thứ nhất xin mời trường tiểu Lăng Vĩ đạt giải ba của tiểu học. Xin mời trường tiểu học đồng giải ba của tiểu học. Xin mời trường cơ sở Lăng Vĩ và trường dân tộc học trường trung học cơ sở Phá. Phần tiếp theo là đến phần trao giải cho đội đồng giải ba khối tiểu học và khối trung học cơ sở. Khối tiểu học về đời giải ba là tiểu học Lâm Vĩ và tiểu học Trợ Chu. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và xin chúc mừng thành tích của các đội đã đạt giải ba tại giải bóng đá phổ thông huyện Hòa năm 2023. Xin mời các thầy chú. Thầy đi cho thầy. Xếp hàng đi. Sau đây ban tổ chức chúng tôi sẽ trao giải nhì cho các tập thể. Xin mời các tập thể và lãnh đạo nhà trường trao giải nhì. Xin mời trường tổ chức sân khấu và
xin mời trường trung học cơ sở Kim Phượng, xin mời các nhà vườn. Và đây là phần trao giải thưởng cho đội đạt giải nhì của khối tiểu học và trung học cơ sở. Đội đạt giải nhì của khối tiểu học là trường tiểu học Xuân Phú, và đội đạt giải nhì của khối trung học cơ sở đó là đội Kim Phượng. Phần trao giải long trọng nhất đó là trận đội giải vô địch khối tiểu học và đội vô địch thuộc trường tiểu học Minh Thông, và khối trung học cơ sở là đội tiểu học trung học cơ sở Trà Chu. Trung học cơ sở Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trao giải cho đội vô địch. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và xin chúc mừng thành tích của các đội. Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, các lãnh đạo các cơ quan, các phòng ban ngành của huyện lên chụp ảnh lưu niệm với hai đội đạt giải nhất. Về cái phần chụp ảnh lưu niệm với các lãnh đạo của ủy ban dân huyện cũng như là trưởng phòng giáo dục và tạo về Thanh Hóa với các đội đạt giải nhất và giải vô địch mùa giải 2022-2023. Xin chào.